Sau giờ làm việc, sếp kiểm tra camera thấy cảnh tượng rợn tóc gáy. Do đã hết giờ làm việc nên sếp đã mở camera kiểm tra một lượt tiệm spa của mình. Khi soi đến một góc nửa sáng nửa tối ảo ảo mờ mờ, sếp đã vô tình chứng kiến khoảnh khắc hết sức rùng rợn. Một trong hai cô nhân viên của mình đều bị nghiêng hẳn sang một bên, tay còng queo, chân cứng đờ như bị thế lực tâm linh điều khiển. 7 phần hoảng sợ, 3 phần run rẩy, bạn nữ đã đưa tay đẩy nhẹ bạn mình để tẩu thoát. Không ngờ bạn mình ngã ngửa ra phía sau nằm ngay đơ được vài giây, rồi bất ngờ cong người, bò bằng 4 chân định tiếp tục rượt theo bạn nữa. Khoảnh khắc kinh dị đang diễn ra trước mắt, sếp đã không kiềm chế được sự sợ hãi nên đã gọi điện thoại hỏi thăm nhân viên của mình. Không ngờ hai nhân viên đã thông đồng cùng nhau giả ma dọa sếp. Mặc dù chỉ là giả vờ nhưng cũng vô tình khiến cho sếp cùng với người xem một phen rợn tóc gáy. Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại: em khuyên thật, chị đừng làm spa nữa. Đi casting diễn viên đi chị, không thì uổng tài năng dữ lắm. Tôi mà là đồng nghiệp bà này là tôi nghỉ việc luôn. Người ngoài dòm con sợ, huống chi là đồng nghiệp. Cứ tưởng ngã xuống sàn là xong rồi, hóa ra trận đấu vẫn còn hiệp 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.